Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh đã triển khai kế hoạch chuyển đổi số với nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, mục tiêu chung là hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phục vụ cho việc khai thác, sử dụng các ứng dụng số và nền tảng số. Hình thành nền tảng số dựa trên các ứng dụng chính quyền điện tử của ngành và của các ngành trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng có hiệu quả đề án 06, định danh và xác thực điện tử, tổ chức triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 70%, 60%, 55% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện, cấp xã, đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ nhà, đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến đặt ra trong 2023.